Thôi, màu bubble bath này, OVI này. Mấy da này đẹp lắm này. Bubble bath hả? Ờ, bubble bath đó, đẹp không? Ừ. Nè, anh còn nhìn con thích nè. Ủa, không, chị có lấy chưa ta? Chưa, màu chưa chưa có, mới ra mà. Overlay một, một set overlay. Em cho chị một hộp đi. Bubble bath hả? Dạ, bubble bath. Em cho chị một hộp nó dẻo, nó dẻo. Cái này có matching không? Không, chưa, anh này có matching có trong cái set mà 141 màu á, chết bà để cao á. Cái set mà 200 màu mấy rồi? Không, bên trong đây lấy cái bút với anh là chỉ cho này. Thôi được rồi, làm đi. Thử đi hoài mà thôi. Rồi, đang đắp liquid thường á, đang pha á. Thấy nó khô lẹ, thấy có cảm giác nó khô. Khô nhanh lắm. Nó chưa kịp kéo nữa. Vẫn sao hết, đây tại vì cũng nhanh tay ấy. Cũng phải pha lắp nó đã hơn nếu không chứ pha nó rì mệt đúng rồi, tại mình làm quen là mình biết cách đi rồi á, chứ mấy người mà chưa biết cách đi thì khỏi cần pha, họ phải chỉnh qua chỉnh về. Và cái màu đẹp quá ha, muốn lấy thì anh chưa có ra, muốn lấy thì kêu nó đổ cho đổ hộp cho xài thử đẹp lắm. Màu hôm qua giờ nhiều người hỏi mua quá trời. Cái màu này là màu số 141 nha. Ở trong cái set mà set mới nó có. Có nước sơn luôn á. Lấy cái sổ đó là chỉ cho nè. Đây nè. Đây nè. Màu 2. Thấy không? Nó có nước sơn cũng đẹp luôn. Nhưng mà là biết một cái form là riêng cho riêng. Wow, đẹp quá cả nhà ơi, đẹp quá, màu đẹp quá. Mã tấu thì lấy mã tấu. Ôi. Cắt. Với nhau là mua bé rồi. Bé giờ có con bé. Em lấy. Vi đúng không em? Phi với Vi phân em. Vi phải con. Dẻo lâu. Ừ. Ủa, dẻo. Mình lấy cái nước á, mình tránh chung á, không ai ra kịp, để cắt là kịp, nó vẫn còn dẻo, lấy tay được thôi, cô cắt kịp. Cắt nó không giờ xíu, cắt hơi khác. Oh my god, it's lucky. See? Lấy cái tạo sạch.
đó. Dạ. You think this is Nancy's hand because of the marker? Cái thằng nữa đó chị biết không? Nancy, em có hai cái thùng. Em đi xin cái thằng bên thằng nail kia, em xin nó cái thùng. Nó kêu nó hứa với em, cái thằng bỏ xôi cho em á. Nó hứa cho em tới hai mùa xuân chưa đưa qua. Ừ. Cái thằng mà bỏ cho em. Em biết mà. Hai chữ vi phải không con? Dạ. Để chú qua lại đây nè. Dạ. Dạ. I thought that you were like pre-recorded. Yeah, yeah. You want to see the thing? No. I can see you. Cái màu đất xong sơn slack không đẹp hả? Xanh thấp quá đó. Mình muốn cắt liền thì đắp khô như này cho nó khô lẹ cho mình cắt, khỏi đợi còn đắp khô là tự động nó khô lẹ, tại vì nó ướt quá mình cắt nó sẽ méo, ướt quá ướt quá cũng được nhưng mà nó hơi có khô á. Thấy không? Nước sơn cái nước sơn nào đẹp nào? Giống như nước mũi. cái nước sơn nào đẹp ra đẹp lắm. Cái này có sơn cho vợ rồi. Cái sơn không phải sơn treo ok. Không phải sơn thường ấy. Ôi vậy hả? Ừ. Coi lại đi. Chỉnh lại. Để mình coi đi. Rồi để mình thử. Sơn treo ok. Nó khó sơn hả? Ừ, khó sơn. Nhìn nó nhẹ nhẹ nhẹ. Nó khô lẹ mà. Ừ, khô lẹ. Ừ. Em chỉnh lại. Bỏ cái phong lợn. Chỉnh lại phong lợn. Ừ. Mà thấy nó mát rồi. Cái bộ đắp đẹp không? Bộ đắp đẹp. Đúng, thủ yếu yếu đắp cũng được. Nó xin nữa rồi. Cái này hơi mập hơn xuống. What color này chứ chứ không chứ. Cái này là cái đất cửa, cái cửa đó I believe she does look like Simba. With makeup. Simba's girl barely wears makeup. I know, but she looks like Simba. Girl. Yeah. Is Simba's girl on the basket? Em coi bên tiệm còn màu nó đưa ảnh lắm Thịnh. Bên tiệm nail á. Bên tiệm nail mình chỉ có xài mấy màu mới mà chưa có xài. Chỗ mình đi ra cái chỗ sâu 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 sâu. Cái cốc bình mới về thấy chưa? Này.
cái có tình mới về nô khơ biết không? Ừ, thằng này nè, mới về đẹp nè. Thằng như nó cộng nhiều quá. Cộng nhiều đúng không? Ừ, mới về đó. Mới về. Ừ, sao còn mấy hộp nữa hết rồi. Mua về mình làm có bình đẹp. Cái này đặt tiền. Hả? Ừ. À, có bỏ hộp sẵn luôn. Muốn muốn phiêu gì sao? Phiêu bán lẻ không? Có. Phải bán một thời gian là khách nó muốn mình mới bán lẻ được. Em bé khó làm hơn. Cái kia thì cũng tay lạnh. Bận. Tìm vô mấy thợ rồi. Người thợ. Ở đâu ta? Chino Hill. Chino Hill hả? Ok rồi. Giờ tìm nhỏ mới ok, tìm lớn không? Nói vậy kỳ vậy, mình đang mở tiệm lớn. Ừ. Bị gì mà? Đang build nha. Đang build tiếp theo hả? Ừ, đang build. Ở Israel. Biết Israel chứ? Ừ. Không. Bao nhiêu phút? Cách đây khoảng 40 phút. 40 phút hả? Alex mới lên mấy năm mà nổi quá trời. Hả? Alex hả? Ừ. Để bán đồ vậy trời. Cũng được để đi học hết. Cũng được nhiều đấy, người ta thương á. Ủng hộ nhiều á. Mình nói mình giỏi, mình nói giỏi nhưng mà cũng mình cũng chia sẻ nghề á. Rồi nhiều người họ yêu mến này. Cái gì đại số là giỏi. Làm nha. Yeah. Xong kỹ vậy. Tại vì á, mình cứ nghĩ là những cái cho đi mình sẽ nhận lại nhiều. Cái màu đẹp ha, cái màu này đắp đắp bỏ treo đẹp, màu bình thường. Màu này cũng mới trắng hết. Mới trắng hết đó đúng rồi. Rồi màu tiếp theo là gì con? Màu tiếp theo mình. Số phone của Chanel là số mấy vậy chị Kim hả? Ok, số phone của Chanel hả? Số phone của Chanel nha, giờ hết Chanel rồi. Đó, Chanel cũng là qua lịch luôn, mà Chanel cũng là qua lịch luôn ha. Giờ còn lấy Chanel nữa. Chanel nữa. Đây này ha chị ha. Số trên này chị này, chị nhìn trên website nha. 7147077666 nha. Thì thường con này đắp lên một cục hai cục. Con này á. Nên chị đắp một cục hai cục. Em có hai loại thì em nói nên chị đó. Con này thường đắp một cục hai cục. Hai cục. Cái nào nó cũng cục này. Đây mình đắp cái cục bữa nó đủ. Hả? Cục nó đủ. Em có chai nó màu xanh mọi dưới nó dần dần màu vàng nó có bị hư vậy không? Không, để lát cái gì nó cái bột nó dậy cho nó không bị hư đâu. Nè, chuối món xuống nha. Thì bạn nó vô tròn luôn. Cái đắp này của như tụi mình quá. Đắp tròn lắm, nó đắp còn có cái đũa luôn, thấy không? Nó tròn luôn. Khi mà chị cầm á, cầm cho nó có lực một chút xíu. Cái tay của chị phải giữ như đây này. Khi mà chị đưa vô này đúng không? Chị mới đè xuống là nó thẳng, thấy không? Chị nhìn đấy. Chị nhìn đây, thấy bô không? Thấy không? Nè, bô này. Xong, chị chưa? Bô hả? Thấy không? Cái bột mà pha mà kiểu để cho đắp mà không bị xì chua ôm vây thì hơi khó. Tại pha mà dẻo thì đường cái bột tiếp mình nó bị xì chua. Thấy không? Đắp ôm vây xì chua. Còn mấy cái màu online mà pha thì cực kỳ đẹp luôn. Pha mà đắp về ok. Cái này mà làm ai lại cũng pha mấy cái màu xì chua lavender biết không? Overlay lavender. Lavender overlay chưa ai có hết. Không? Mấy cái màu. Chị Lan ơi! Bị gì quá. Nó khô đẹp ha. Nghe là coi. Nó khô nhìn nó đẹp hơn. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Có hai cái này là giống như là chú buồn luôn. Hai tay giống nhau phải không? Hai tay giống nhau phải không? Chú Vi giống nhau phải không? Thì nó tan liền thế nhỉ? Nó tan liền. Cái món này qua đây nè.
Cái gì có thì tôi thấy nè. Thầy xem chú hỏi đấy chưa? Mày chú hỏi. Đây nè. Nó nè. Nó nè, hôneo. Có hai chữ vi nè, hôneo. Hôneo rồi. Chú làm giúp trà đi nha. Chú vi đây nha. Hay là có màu đen đây, món màu đen đây. Mày giúp trà đi. Rồi lấy mì xì. Chú vi đây, nè, hôneo. À, đây mình đây. Ha. À, màu đẹp quá cả nhà ơi, màu này màu bubble bath cả nhà nha. À, số 14 cô vừa like nha. Anh chị em nào thích cái màu này thì có thể lên order nha. Ừ, thấy không? Nhìn này. Đây vô ha. Đây vô. Cỏ nha. Ờ, cho anh ký hả? Ờ, ký thêm. Sao biết hay vậy? Nó gọi em luôn nè. Ai? Nó gọi em luôn nè. Thằng Ben đi hả? Mà giờ sao ta? Trả hết rồi nè. Không. Về chưa hay là nó trả 30% thôi, thêm 30% thôi. Ừ, trả thêm 30%. Cái đồ mình xong chưa? Dạ, anh hỏi cho anh. Thấy không? Thì mình để sát vô là tự động nó tròn vo chứng cánh tay ha. Trong lớp mình dạo xin đắp vậy biết không, mình áp dụng cách mới á, sau này á thì thật sự cục bột nó có 30 giây nè, có 15 giây nè, để vô tròn lại tròn. Ừ. Không tròn phải chúi xuống, thường thường là mình phải đẩy lên, không thường thường mình phải đẩy lên. Và cái này là màu đen, đáng lẽ nãy mình cần đắp con neo vậy đâu. Mình thử đắp vài nó đắp với thường rồi hả? Ừ. Đó là mình đợi cho nó khô xíu, cắt á, nó không bị dính. Nó cái bột nó bị nhão. Nó giống nhau. Nó giống nhau. Nó không có khác gì hết. Dạ, tắt mỏng thôi, cái thằng bên kia ấy chị, nó cho em cái kẹo như vậy đó. Mình bó tay luôn. Rồi cả nhà ha, mình sẽ hết thì từ thôi, mình sẽ hết rồi. Nó một thằng nó sơn, một thằng bên bột chị. Rồi cả nhà ha, bây giờ cái ngón này nữa là mình sẽ làm đắp bột cả nhà nha. Rồi cho chú coi nè, cho chú coi cái màu đen nè. Chú đắp cái màu đen cho con coi nè. Rồi. Vi. Màu đen. Màu đen. Bên kia hai chữ vi nha. Một chữ vi. Rồi có nút nữa. Có nút một chữ vi nữa. Cái tay mình nè. Để cho mình ông để nhìn nó khác nha, thấy không? Thấy chưa? Chú cái tay xuống. Đây thay thay tánh vô không? Lôi ra nè. Để nhẹ nhẹ. Cái đoạn nó cầm vô. Nè, ông về ông tập cái gì thử đi. Ông đắp không phải thay đổi. Ông đắp không thay đổi, ông thấy không? Nó hút nhẹ nhẹ này, hút ở ngoài trước nè. Nó hút vô khít cổ liền nha. Vô khít cổ liền. Thấy nó tròn không? Đắp vô một hình vũ luôn. Ông bỏ được cái gì á là cái bột nó không hở.
tại khi mà mình vừa đẩy lên nữa đó, nó sẽ khô, nó không đủ độ bay. Đúng không? Ừ. Hai chị. Sẽ được luộc phần. Thấy khá không? Nè, thấy không? Toàn bo ha. Đó, để bỏ máy chạy nhẹ là xong toàn bo luôn. Xong chạy nhẹ thì còn này. Để xong. Cái màu đẹp quá chị ha. Bắt cô bát đó chị. Bát mới ra đó. Đẹp ha. Mới ra chưa đặt tên nó này. Cái số thôi. 14. Nó tự nhiên. Cắt mình đợi nó khô xí cả nhà nha, khô xí. Em Nín đã chia sẻ nha em trai, ok, thank you Nín nhiều nha, là cảm ơn cả nhiều nha, cả nhà phải chia sẻ, mình tay ra lại nha, cảm ơn rất là nhiều nha. Cái này là đang cắt UV cả nhà nha, màu rất là đẹp cả nhà ơi. Rồi bây giờ là sướng nha cả nhà, cách mà cắt chữ phá bột nha. Con tiệm có làm ombre màu đen trắng không? Có hay làm không? Đen trắng nọ đen không? Đen trắng á, ông gặp mấy ombre màu đen ở sofa sẵn rồi nè. Mua về gặp đen ombre trắng mà kéo ra liền nè. Này nè. Không đen lắm. Pha đó là lại pha chuẩn, nó không có bị cảm giác nó chắc không? Tại vì lúc mà nó chảy được á, nó chảy được nó sẽ bám mạnh hơn. Màu đen thường nó bị đổ màu, bộ vi khuẩn nó loại. Vậy hả? Một cái brand. Mở lâu chưa? 3 năm. 3 năm rồi. Thầy tả cái này. Tông tiệm phá cho đứa cái này nè. Đắp nó hủy cái bàn. Phá cho đứa thấy hay lắm. Mua trong Amazon hay là chỗ gì quanh này. Office Depot. Ừ, đúng rồi, nó bán đó. Có mấy đồng rồi. Không? Sạch sẽ nữa. Đỡ hư bàn đúng rồi. Có nhiều đứa nó làm quá. Nhiều đứa lấy sang nó đau bụng. Đúng rồi. Quỷ lại. Nhìn này, nó khô, nhìn nó khô, nó tròn không? Nè, nó sát luôn. Rồi, bên này tiếp tục kênh cả nhà ha. Cái này xí đó, nó làm em. Lạc, ọp lạc rồi. Sự ọp lạc cái. Ọp lạc đấy. Ở dài thêm một lạc. Thế này phải chơi 2 cục. 1 cục cũng kịp.
Ừ. Khá dẻo. Cú sốt là nhẹ nhẹ cả nhà ha. Rồi mình đi qua. Nhẹ nhẹ thôi. Tém vô. Tém vô. Mình cái tém hai bên vô là tự động cái neo nó gọn, nó đỡ, nhìn nó khô hơn. Rồi tiếp tục cả nhà ha, đi cụ tiếp theo cả nhà nha. Tay mà nó bự quá, vẫn phải đẩy lên nè. Bự quá. Cái màu đen thấp cái nó đỡ dơ, có cảm giác gì không? Thường thường màu đen loang vô cái tay cắt mà thường màu dơ. À, nhìn khóa bột này. Rồi bây giờ là xuất hiện cho em cách khóa bột trên em ha. Cái này lắp ra một cục, hai cục. Hai cục luôn. Đắp một cục, hai cục. Hai cục này. Hai cục luôn. Không. Không. Vuốt là cả nhà nha. Đây là chi cách hướng dẫn cho em cách khóa bột nha. Anh cho em biết tại sao lại kéo nó đi được không? Kéo bột ha. Em OK, em chỉ có treo thôi chứ không có nhúng thêm hả? Không, cái bột này em không bắt nhúng. Tại bột nhúng nó bị cầm len nhiều. Nó có hiệu được cho bột nhúng nó không được tốt á. Bột treo thì rất là good. Bột thì bị... Tại mua về xong người ta trả lại á. Rồi bị cho vốn nhiều quá là em trả nó. OPI thời này bao nhiêu trăm? Dạ. Nước sơn trong hình như là 4-5 đồng vậy. 4-5 đồng vậy. Chị mua em để rẻ chị nha. Chị gọi em một đống rồi đó. Bây giờ nhà thấy đẹp cả nhà. Ôi dạ vậy. À, là sẽ xong ha. Đây là cái cách khóa bột qua là rất là hay anh chị em ha. Mẹ là nam pizza. Yeah. You can tell. The pizza they cut cook good, right? This one's paint. Paint? Yeah. How you doing? Alex. Ai không phải hay. Cái bột đó, cái bột thì treo có được phải không? Bột cho lệch 2 tuần nữa đi. 2 tuần nữa mình. À, cho mình 3 tuần đi. Okay, chị. Okay, chị.
anh chị em có lỡ bị khô lẹ các anh chị em ha. Ở trên hướng dẫn cho anh cái cách cứ bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh mình làm, sau đó là mình sẽ cắt lại cả nhà nha, cái gì rồi không có thể hết. Anh chị em có thể cắt hai cục, hai một đắp hai cục một lần cũng được nha, nhưng mà cái này là cái này là làm liều là cho một cục á, chập là sử dụng ra nha. Cái bây giờ có cái mẹo là sử dụng cho em cắt bột này, nếu mình cắt mà thấy nó hơi dày anh chị em có thể dùng kéo này chỉnh luôn. Đây là cái mẹo ha, mình dùng kéo không cắt luôn, tại vì mình vừa chập mình đỡ dũa nha. Đây là mình chơi mình cắt cho thành xếp luôn à. Anh chị em thấy là cho sữa cho mèo không? À, tại xem thay cái bột nó khô quá hay là mình làm kịp thì mình dùng kéo cắt luôn. Trời ơi, sao chọc mình cắt mình dũa ra rất là đẹp cả nhà nha. Rồi tiếp tục. Ba bên đây cũng vậy nha, màu đen. À, đây là cái mẹo mà lịch hướng dẫn cho em cách cắt nha. Rồi tiếp tục con bên này là mình đi màu đen hôn neo nha. Thịnh ơi, em gọi con Cành nó hỏi cái tủ cho mình, cái tủ Tuyết Sơn Nova An vậy. Ông hứa bữa giờ ông chưa đem qua. Màu đen gì? Một cái dẻo dễ sợ. Cả nhà thấy dẻo cả nhà. Bột này rất là dẻo nha. Rồi tiếp tục cả nhà ha, qua cái gói này như vậy. Cái gói này nếu rất thành mai là sướng nhìn danh cách nên lắp hai cục cho nó chắc ăn nha. Tại vì sao? Tại vì nó không có khô lẹ nha. À, thì đây là cái thích đích. Rồi bây giờ nữa là mình sẽ đi gói này hai cục cả nhà nha. Mình đi một cục thử rồi. À, sẽ đi một cục cái này luôn ha. Thank you nhiều nha. Là có mình báo cho. Just bang. Why? What happened? What happened? Oh, I'm coming back soon. Okay, bye. You do nail and I have to follow you right side, left side. Look like queen, you know? Đi làm nail có hai người bảo vệ hai bên nữa hả? Cái nhà thấy bột của bên này dẻo không cả nhà? Nó cực kỳ dẻo luôn, đắp nó rất là dễ ha. Anh chị em đắp cái bột qua lại rồi anh chị em sẽ thấy nó mượt lắm. Để làm ra cái bộ nail đẹp nữa cũng nhờ cái bột này dẻo, dễ control. Có nhiều cái bột bỏ lên khô lẹ quá quất đâu có kịp đâu. Nè, màu đẹp quá cả nhà, màu quá đẹp quá. Nè, tiếp tục comment này như vậy nha. Này, màu này bây giờ mình tập khóa cả nhà nha. Giờ nếu mà anh chị em làm kịp hết thì anh chị em làm một bên thôi. A lệch thì anh lệch làm lẹ tay được, nếu mà các anh chị em không nhanh tay được thì mình làm một bên thôi.
Nha, sau đó mình phút xuống ha. Phút nhẹ xuống. Nhìn thấy anh đẹp quá chưa? Chân thường hả? Để mình đến đầu treo hả? Treo là mấy supply cắt bán là 11 đồng, 12 đồng. Đây chỉ 9 đồng rồi kìa. 9 đi. Cả nhà thấy cả nhà, rất là dễ apply ha. Thì đây là cách khóa cái bột nha. Hai Nguyễn Tất Phụng, Nguyễn Tùng Phúc, Phúc Thịnh nha. Lâu quá ha. Rồi. Cả nhà nhìn này nha. Đó là tập khóa cái nha. Cái khóa này thì anh chị em phải học rất là nhiều nha. Mới tập khóa được chứ không phải dễ tập khóa được nha. Tại này phải nhanh tay, với thứ hai nữa mình phải hiểu được cái khóa bột này nữa, thì khi mình đắp á, cái bột nó sẽ không chảy. Có nhiều bạn try cái kiểu wallet nhưng mà đắp cũng bánh chảy. Rồi, có nhắn tin nhận được rất là nhiều. Nhưng mà cái này anh chị em phải luyện nhiều lắm. Luyện giống như luyện võ vậy đó. Con ngủ ha. Buồn ngủ ha. Rồi xong mình bút ra cả nhà ha. Bút ra từ. Sau đó mình dùng cọ bút ra. Anh em đừng có vua thì cái chuyện ở dưới này nha. Chặt nó mình vũa ra cũng được. Xong một cái vi ha, đã hoàn chỉnh. Chặt nữa là mình sẽ dũa sơ qua nha. Rồi. Rồi cái màu gọi là Easy Ombre nha, cái màu số 14 gọi là Bubble Gum cả nhà nha, chuẩn bị ra nha. Anh chị em nào muốn mua cái màu này thì có thể gọi vào website, gọi vào mua nha, đặt hàng liền nha. Bây giờ là cái số lượng order cái màu này rất là nhiều. Anh chị em nào chưa có thì tranh thủ order liền nha.
Với lại anh nghĩ mình làm ăn đó, anh sống tốt, anh làm tốt thì tự nhiên công việc làm ăn tự nhiên. Không phải là mình giỏi mà được bề trên cho mình nữa. Anh phải nhớ điều đó. Mình giỏi là một phần, nhưng mà cái sự may mắn mình sống tốt, mình không có hại ai kia, thì tự nhiên bề trên cho mình cái sự may mắn. Họ không phải cho mình tiền, nhưng mà cho mình sức khỏe. Tự nhiên, đúng là để mình làm, để mình nuôi. Đó là cái mình phải cảm nhận được. Cái gọi là niềm tin đó. Rồi bây giờ nữa thì anh lại sẽ bỏ cái treo keo lên cả nhà ha. Con muốn chiếc một chi đào một con thôi, mấy đồng mấy con, một hai cái, hai cái này ha, cái này hai cái chi đào nha. Rồi bây giờ anh lại sẽ bỏ chi đào lên cả nhà nha. Cái màu bubble bath đẹp quá cả nhà ơi. Cái màu đẹp. Chị ơi, chị có Thịnh ơi, chị có muốn mua màu bubble bath em ơi. À, chị mua có mấy trăm thôi, chị về chị chơi là mấy chục ngàn ha. À, chị về chị mấy trăm là mấy chục ngàn. Nói ý là supply á. Rồi bây giờ mình trà cả nhà nha. Mình sẽ dùng tờ giấy cho mình trà. Con bỏ đèn chưa? Con bỏ đèn thôi. Ok, cái này chưa khô con ơi. Bỏ đèn cho chú kìa. Bỏ luôn đèn đi, chưa khô hèn gì. Chú Hàm nói chuyện quá. Mình xuống khô xin. Nó là 1 phút cả nhà nha, là bỏ có mấy 30 giây rồi, sorry. Rồi lấy đây chú à. Có vụ làm chỗ này ha. Trà ăn dính bỏ lại. Wow, đẹp quá. Rồi, cả nhà thấy không? Ra hết cả nhà nha. Cái này là ra hết cả nhà nha, không có dính này này. Con thấy ra hết không? Ra hết rồi, thấy chưa? Cái keo gứt lắm á. Thịnh ơi, lần sau ai mua trên 500 em phải dán hoa đầy chiếc xe đó, em để ra hiểu không? Em phải design thêm hoa ra nữa, hiểu không? Tình tên tên mở nhạc lên nữa, mở nhạc từ thiên lên. À, ai mua trên 500 phải dán hoa lên đó. Đẹp quá cả nhà ơi, chị đã nói xong cả nhà ha. Đẹp quá cả nhà ơi. Đến độ mà nó dính trên da cả nhà thấy không? Rồi cả nhà thấy không? Ra đấy đẹp ha. Đẹp quá, đẹp quá. Tay của con đến nỗi mà con ăn nguyên cái design của chú luôn à. Rồi đẹp quá. And rainbow diamond đấy. Go, that's go.
Màu này đẹp này, giống như đứa chờ đó. Màu đó. Mà đưa để chú để cho chú nhớ rồi. Rồi cho chú mượn tay rồi. Cái này đây mình bỏ râu nail cả nhà nha. Cả nhà nhớ là khi làm màu đen nó đừng có vũa nhiều quá nha, cái máy cái tay nó có được đẹp cả nhà nha. Shiny rồi, là matte. Shiny. Shiny. Rồi mình bỏ treo lên cả nhà nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Mình gắn cái đá lên cả nhà nha. Mình gắn lên mình từ từ. Rồi, mình sẽ lên nhẹ cả nhà nhà nha. Rồi. Bỏ đèn chú. Bỏ đèn. Rồi mình sẽ gắn vô cả nhà nha. Cho chút bẹt vào đấy. Cho chút bẹt vào đấy. Mong nó khác. Dạ, mong nó khác. Rồi, đẹp quá cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp cả nhà ơi. Rồi tiếp tục con switch cho chú. Cái này có đá gì con bỏ con chú bỏ cho con hai cục gì nó hình như không à con.
một cục. Chú bỏ ăn hai cục nhỉ? Yeah. Hai cục đẹp hơn. Rồi cái tay này mình sẽ làm hai cục cả nhà nha. Nó sẽ đẹp better and so more beautiful and so gorgeous. Wow, cái màu là màu bubble bath cả nhà nha, mới ra đẹp lắm. Anh chị em nào muốn mua màu này thì gọi vào mua cho số 14 nha. Con thấy cách đẹp hơn không? Dạ. Cách nó đẹp hơn, nó vẽ không? Cách nó nhìn nó sắc sảo hơn không? Mò đi theo. You know why? You beautiful, you have to wear beautiful nhiều. Ok rồi cả nhà, mình sẽ bỏ đá vô. Nhẹ nhàng thôi, trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Hai bé. Oh, hold on, live move this. Rồi hai bên hai cục cả nhà ha, mình đi từ thôi. Một hộp đây mình lấy hả? Một hộp này là tới gần 300 mấy, 250 mấy á, nhưng mà lại thấy cái hết loại rồi. À là có nguyên cái hộp á, nếu mà Trương Minh thì cũng mua, à là có cái hộp à, nguyên một set luôn, đẹp lắm mà rẻ nữa. Để xin cho coi nha. Con bỏ hai lần cho chú. Cái màu đẹp của cả nhà này, cái màu của nó là cực kỳ sang cả nhà. Rồi cái thằng này thì anh lại sẽ để cho một hộp cho cả nhà nha. Lấy hai hộp đây nha. Chú này khổ lắm con. Chú đau khổ. Chú đau khổ. Chú về, chú về chú phải nấu cơm, nấu nước rồi. Chú phải quét nhà rồi. Chú phải đi bán, đi bỏ báo buổi chiều buổi đêm nữa. Bỏ báo á. Chạy cho em gần bỏ báo nè. Rồi.
tiếp tục bên này với y chang nha cả nhà nha. Mình sẽ bỏ cho nó. Nếu con này cho nó đi ra con cầu sẽ còn nữa. Rồi em. Ở trong cái xong hết chưa? Hả? Ở trong cái kho xong hết chưa? Hả? Kho ghê đúng không? Ừ. Thì lấy mấy chú sắp. Xếp đủ không? Đủ màu không? Không biết đủ không á. Ai chỉ màu. Cho bị hụt không? Đẹp cả nhà ơi. Đồ neo nhìn nó rất là luxury nha. So good, 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 good. I'm trying to do the best I can, can you have? Last time I had it, I went to drink the Kool-Aid. Dude, I'm not gonna have it. I'm not gonna have that again. Actually, go down, go. Rồi có một cái ngón tay chỗ này là dở Alex là dở gì hồi nãy lỡ dũa mất bột cả nhà ha, bây giờ mình vấn đá mình cover lại luôn. Nghe thật là gì anh em, nghe thật là gì, nghe thật là anh chân lười dối. Rồi Alex sẽ lấy đá trả lại nha. Is it in the closet with like It's in the right across the street. Now we eat the joint. Do you know what we're talking about? Yeah, it's a world ice cream place. Yeah, that's not the plaza we're talking about. That's not. No, no. We're talking about the plaza right across the street. Yeah, the KFC crawfish one. No. No. No, they used to have it, but they shut it down. No? Yeah. Because I had it. I ate it we're with we're talking about the one with Bhutan ramen. Open now. Oh, that one? Yes, yeah. Buddy. Oh, I thought you were talking about dude, the KFC crawfish one. Let's go boba. Oh, you guys want to go in there? Oh, that boba shop? Yeah, it sucks, but I guess I want to go to here. I got, Ôi trời, xong rồi cả bà con ơi. You like it? Yeah. I don't like it, you know. I love it. Look at it. Better than picture? Yeah. Hmm? Look at picture. Được cả nhà ha, mình sẽ cover cái diamond này cả nhà ha. Cho nó last cái bụi dưa cả nhà. So they don't stuck in the hair. Rồi cái bên này vậy cả nhà ha. Đây là cái cách mà lịch sẽ kỹ nhất giúp cho anh chị em ha. Mình xin gắn một bộ neo ha. Mình chặt rất là nhiều tiền thì mình gửi mình phải bỏ cái glue vô cho nó chắc nha. Cái mong kia còn chị chị Ly, chị Ly tới nói chuyện này. Chị đi làm trễ vậy á, chị muốn hai cái ngày cuối hai ngày này chị có muốn làm thêm giờ không hay là muốn về đúng giờ? Cái ngày làm buổi chiều đấy hả? Đi làm thêm giờ cũng được. Em muốn em cho đến 5:30 cũng được á. Ok vậy đi ha. Ok thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi cả nhà ha, cả nhà mà làm ăn giống nhà này trả lại bảo đảm luôn á, đây mình mấy tuần trở lại vẫn nằm nguyên chỗ nha, không bao giờ tắt. Bây giờ mình phải làm như khách thế nào để khách quay trở lại, chứ không phải mình làm như thế nào để nhiều tiền hơn người khác nha. Mình làm ẩu là chết ha, khách sẽ bỏ mình đi luôn, sẽ không bao giờ ha. See you never see you again. Rồi vậy là xong cả nhà ha, hôm nay đã lại đã thực hiện xong một bộ nail Swarovski ha, Black Diamond and V-Cut đã xong đó. Hy vọng cái livestream này thích cho anh chị em. Con đừng có thất trình nha, con đừng có thất trình cái móng lên nha, thất trình cái tay lên để cho chụp hình trước rồi nha, cho chụp hình xong rồi thất. Mấy con có đi đàn không? Có mấy con có đi đàn tập gym nữa không? Sao ai cũng có nice shape, sao chú big shape cái gì? Đâu? Rồi để chú bỏ cái số 4 dưới móng con này. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ thêm cái số 4 ở dưới cả nhà nha, cho nó chắc cái móng. Anh sẽ bỏ cái số 4 dưới này nha. Em muốn mua cỏ đẹp bột. Ok chị Lisa Phương ấy, em có đắp bột không? Có chả có chị Lisa. Cái này là làm bỏ cái keo thóc cốt ở dưới cả nhà nha, dip số 4 đó, để làm cho cái thóc keo nó bóng hơn. Rồi thứ hai nữa là khách ở nhà nó chắc lắm, nó không bao giờ bung hết rồi. Tại có nhiều người khách đó, cái tay họ dưới mỏng á, không có cái nail bed á, nên mình sẽ anh dành một xí số 4 dưới này vô. Đây là cách anh được làm bộ nail được bảo đảm nó rất là chắc. Mình làm muốn dài cái nào mình phải cẩn thận hết đó. Mình làm như thế này là khách sẽ không bao giờ bị complain mình. Rồi. Chưa xong rồi. Rồi bây giờ nữa là mình sẽ bỏ một xí oil vô cả nhà ha. Để mình chụp hình. Mình tay con này. Đó, vậy tại sao mình chụp hình mình thấy cái skin nó khô, mình bỏ cái dầu lên nha, cho cái da láng, chụp hình cho nó đẹp. Chú nói tiếng Việt con hiểu không? Biết tiếng Việt không? Yeah. Con hiểu tiếng Việt không? Yeah. Nhiều không? À, con qua Mỹ lâu chưa? Hay là con sinh ra đây? Con sinh đẻ ở đây hả? Yeah. Your mom, your dad speak Vietnamese at home? Yeah. Con làm gì hôm nay để chỉ dính đồ đây vậy? Con biết hả? Con biết hôm nay con làm nail, con biết cho dính vậy hả? Rồi. Ok, inbox ha, nhắn tin vô cái ASEAN Nail Supply nha. Rồi, đây là cái livestream này nha. À, là các bạn nào mà muốn cắt cái video này nha, có thể coi lên cái thích tiết của cắt xong nha. Rất là hay. Rồi, sau đó là sẽ chụp hình. Con bỏ cho chú muốn cái tay này nha. Đây. Một tay xuống. Rồi. Một tay xuống cho chú. Vậy nha, nhẹ thôi. Rồi, như chú này giữ vậy nha. Rồi, đây. Rồi, giỏi quá. Đúng rồi, để giữ gì nha, giữ gì nha. Con buông tay nha. Rồi. Chú cho kẹo nha. Rồi, ngoan chú cho kẹo. Rồi. Để tay vậy nha. Tay gặp cho chú, con lại gặp cho. Rồi. Để tay đi mày. Không, đúng rồi. Rồi vậy là đã xong cái bộ nail cả nhà ha. Đã xong cái bộ nail. Cái màu này là màu số 14 Bubble Bath cả nhà nha, rất là đẹp cả nhà nha. Alex xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi, xin tạm biệt anh chị em, love you guys. Đó. Chào cái con chào mọi người gái này. Bye ha. Rồi, đến phiên con làm nail nha.